Xin chào anh em lên xe nhá. Hiện tại thì Hải đang bắt đầu lái Lynk & Co 06. Cái cảm quan ban đầu cầm vô lăng này nó cũng êm mềm nên là cũng cảm giác là cũng sướng tay. Độ vòng êm nó cũng rất là vừa vặn, thoải mái. Về góc nhìn của Lynk & Co 06 thì có cái độ ô thoáng chỗ cái gương này, ở hai bên gương này thì Hải đánh giá cao cái cách thiết kế này. Nó rất là thoáng, độ lệch gương cả trái cả phải thoáng cực kỳ luôn. Cột A này mọi người nhìn thấy nó khá là dày. Cái độ lệch thoáng gương như thế thì khi mình quan sát thì là ok đấy. Lynk & Co 06 thì chúng ta sẽ có 4 chế độ, có Eco, Comfort, Intelligent và Sport. Riêng Intelligent thích ứng với cái chân ga của chúng ta nên là tùy từng thời điểm mà mình sẽ đạp nhanh đạp chậm như thế nào theo từng cái thời điểm chúng ta thích, sẽ giúp mình sẽ không phải mất công chuyển đổi mode giữa kiểu như là Comfort sang Sport ấy, kiểu như vậy. Còn nếu mà ai thích đạp thể thao suốt hành trình thì mình chủ động sang Sport. Mỗi lần mà chúng ta xi nhan như thế này, cam 360 trong suốt, độ nét rất là cao. Với 06 với để chế độ Sport, mọi người sẽ có cái cảm giác cái độ chồm, có cái độ chồm lên 30 đạp gì ấy, kick down này. Mọi người nghe gầm máy nhá. Khi mà đạp tốc độ này thì khá là chắc xe. Đạp tốc độ tầm 100 tăng tốc lên khá là chắc. Rồi bây giờ Hải sẽ test thử tăng tốc lên và Hải đạp quãng phanh hết cỡ nhá. Xem là cái độ phanh nó hiệu quả như thế nào. Đấy, 100 này, 100 phanh này. Đấy, bây giờ đạp kick down phanh thì mọi người sẽ thấy là cái đèn cảnh báo nó nhảy lên. Và cái độ khoảng phanh thì mọi người sẽ thấy, nghe thấy nó hơi rít lốp một chút. Khoảng phanh từ 100 trở về 0 thì nó khoảng tầm 38m thì cũng khá là hiệu quả. So với lại Lynk & Co 05 là 34m. Thì với cái khoảng phanh mà tốt như thế thì cái việc đối với những cái tình huống mà đột ngột anh em chúng ta phanh ấy, chiếc xe nó an toàn hơn rất là nhiều. Ở cái đường này nhiều mốc mô giảm thấy nó cái độ khực khực, cái độ dập tắt dao động khá là nhanh. Nên là sơ bộ dưới đi đường như này thì Hải thấy là cái treo này khá là cứng. Nên là nó thiên về cái cảm giác mọi người sẽ chạy thể thao nhiều hơn là kiểu thiên về dạng mềm êm. Nhưng mà nó sẽ hơi cứng. Nên là khi mà đi qua những cái gờ hoặc là những cái hố ga thì nó khá là chắc chắn, dập tắt rất là nhanh. Với Intelligent này thì Hải sẽ thích cái tính năng này hơn, vì là khi mà mình đạp nhẹ nhàng ấy thì nó kiểu tự hiểu là tôi đang đi nhẹ nhàng trong phố thì sẽ là ở dạng chế độ Eco, còn lại khi mình đạp sâu chân lên thì lúc này nó sẽ chủ động, nó hiểu như là mình đang muốn Sport nhiều hơn thì xe nó tự thích ứng cái điều đấy thì mình sẽ chủ động. Nó giúp cái sự linh hoạt này thì Hải khá là thích với cái tính năng như này. Nó tạo nên cái sự linh hoạt trong quá trình mình lái trên từng cái phong cách, từng cái đoạn đường của chúng ta hơn. Có một cái tính năng trên Lynk & Co 06 này cũng khá là mới, đang tắt máy hơi ngoài nắng 3 tiếng đồng hồ ấy, hệ thống xe sẽ có bật cái tính năng là lọc không khí chủ động lên để mà giúp điều hòa hệ thống không khí trong xe. Thì cái điều này nó cũng sẽ làm sạch không khí của chúng ta khi mỗi lần mình lên xe các thứ thì nó sẽ đỡ bị ngạt khí độc ở trong xe hơn. Thì điều này nó cũng khá là hay, bảo vệ sức khỏe khá là tốt. Hải đang chạy với cái khoảng tốc 60 trong phố như thế này, nó vọng lốp lên khá là rõ luôn đấy. Mặc dù là đường này cũng khá là đẹp, tầm 80 như này sẽ là hơi ồn một chút. Còn nếu mà anh em gọi là bớt khó tính hơn thì cũng là chấp nhận được với cái khoảng mà ồn vọng lốp lên, vì là cái này là sẽ là cái độ vọng lốp lên khá là rõ luôn. Cái ghế khá là ôm thân, cái độ êm tốt và cái độ ôm thân tốt nên là ngồi lái từ nãy giờ thì cũng khá là thoải mái. Trên 06 thì Hải chưa thích lắm đến là cái phanh này, không biết là có phải là do xe mới hay không, nhưng mà cái phanh này cảm thấy nó đang hơi dính. Tức là ở cái quãng rất là nhỏ ở đầu ấy, mình ấn phát mà xe nó đã khựng. Cái tỷ lệ xe, cái cảm giác giữa mình bấm, mình đạp chân phanh và xe nó khựng lại thì nó cảm giác nó đang hơi dính. Tức là xe nó đang bị phanh hơi sâu so với cái chân, cái cảm giác chân mình ấn.
cái phanh kiểu dính như vậy ấy, thì khi mà mọi người đi phố mà tăng ga lên sau đó mọi người phanh xuống ấy, thì nó sẽ hơi bị khựng khựng thì nó sẽ không được thoải mái lắm. Khi mà mình đi trong phố mình sẽ phải nhấp nhả cái những cái quãng nhỏ, phần là cái quãng phanh từ tốc cao xuống về nhỏ thì nó rất là hiệu quả, nên là có thể là nó sẽ phải ăn phanh sâu hơn so với bình thường. Với ông cua tầm vòng tròn 50 như thế này, không có cảm giác văng đuôi hay vặn, rất là thoải mái như mình đi đường thẳng, rất yên tâm luôn. G khá cao nên là mọi người sẽ thử cái cảm giác là khi mà đi qua G nó như thế nào. Đấy, mọi người nghe này. Đấy, cái tình huống vừa rồi tức là Hải vừa chạy hơn 70 và đi qua G sâu thì mọi người nghe thấy cái khục của hệ thống treo. Đồng thời là cái xe Ninco 06 này nó chủ động bật tính năng bật hazard lên để mà cảnh báo nguy hiểm với xe đằng sau. Tức là tôi đang phanh gấp, vừa rẽ và vừa chạy tốc độ cao thì cái việc này tính năng này nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng khá là an toàn. Khi mà xe đã chủ động bật cái cảnh báo lên đối với những cái tình huống mà gọi là hơi gấp, hơi gắt như lúc nãy. Với cái tình huống như lúc nãy thì Hải nghĩ là cái hệ thống treo này xử lý khá là tốt. Cái độ vững chãi của thân xe, độ ổn định rất khá luôn. Nên là trong cái tình huống đấy thì người lái sẽ không có cái cảm giác lo lắng hay sợ gì cả. Cảm quan ban đầu thì ngồi đúng là ngồi hàng ghế 2 thì mọi người sẽ thấy cái ổn lốp nó vọng lên rõ rệt hơn so với ngồi hàng 1. 50 ôm cua vòng tròn nha anh em. Ngồi sau rất vững luôn. 60 ôm cua. Thực sự là với cái ngồi hàng 2 mà ôm cua vòng tròn 60 này thì Hải thấy là độ vững rất tốt. Với một ngày nắng nóng như hôm nay thì Hải đi quay lúc tầm 2 giờ thì mấy anh em ngồi chung với nhau thì Hòa 06 thì cũng không phải là một cái chiếc xe gọi là lạnh sâu và mát như kiểu những con điều hòa Mitsu đâu. Nói chung là cũng mát thôi nhưng mà sẽ không sâu thẳm hẳn.